Tin mừng lớn với Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua là số ca mắc mới COVID-19 liên tục giảm mạnh, chỉ còn ở mức trên dưới 5.000 ca trên một ngày. Toàn bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn F0 phải can thiệp ECMO. Trong 3 ngày qua, số ca tử vong COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh luôn nằm ở mức 2 con số, số nhập viện cũng thấp hơn số xuất viện. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân không còn ca ECMO điều trị ở các bệnh viện tầng 3 là do số ca phải điều trị trước đó đã chuyển nhẹ, được chuyển xuống tầng thấp hơn và một số người đã qua đời. Trước diễn biến trên, 5.279 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động trở lại. Nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị về nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất để tiếp tục hoạt động. Về tình hình sản xuất tại các khu công nghiệp, trước ngày 1 tháng 10, tổng số lao động khu vực này là 288.000 người, trong đó có hơn 70.000 lao động làm việc 3 tại chỗ hoặc 2 điểm đến một cung đường. Từ ngày 1 tháng 10 đến thời điểm hiện nay, trong 70.000 lao động 3 tại chỗ giảm còn 45.000 người và đăng ký mới khoảng 33.000 người. Các lao động 3 tại chỗ chuyển thành sản xuất bình thường và có bổ sung thêm khoảng 57.000 lao động. Tổng cộng hiện có khoảng 135.000 lao động tại các khu công nghiệp, chiếm khoảng 46%. Do vậy, vẫn còn rất thiếu lao động nên các doanh nghiệp thuộc khu vực này đang liên tục tuyển dụng. Đối với các khu công nghiệp công nghệ cao, trước ngày 1 tháng 10 có khoảng 50.000 lao động, trong đó có khoảng 25.000 lao động 3 tại chỗ hoặc 2 điểm đến một cung đường. Trong số 50.000 lao động của khu công nghiệp công nghệ cao, có 40.000 lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 10.000 lao động sống tại Bình Dương, Đồng Nai. Những tín hiệu đáng mừng cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà chiến thắng COVID-19, trở lại hoạt động bình thường mới.